Thái Bình bắt một bí thư đảng ủy xã sai phạm về đất đai. Thành phố Hồ Chí Minh thông tin mới nhất về các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bạc Liêu loạt lãnh đạo sở huyện bị kiểm điểm liên quan tới gói thầu của AIC. Vụ tố cáo ép nhường huy chương tại giải karate trẻ thành phố Hồ Chí Minh, sự thật đằng sau lời cáo buộc. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mới đây đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự, các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Ba bị can trong vụ án gồm Nguyễn Văn Ba sinh năm 1970, Bí thư Đảng ủy và nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng, Nguyễn Văn Luấn sinh năm 1976, cán bộ công chức địa chính xã Hùng Dũng, nguyên là cán bộ công chức địa chính xã Đoan Hùng, và chủ một doanh nghiệp tên là Trướng. Các đối tượng này bị khởi tố và bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến lĩnh vực đất đai tại xã Đoan Hùng. Vụ việc đã gây thiệt hại và thất thoát số tiền lên tới khoảng 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Ba vào thời điểm xảy ra vụ việc đang giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng. Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Luấn cũng là cán bộ công chức địa chính tại xã này. Hiện tại ông Luấn đang là cán bộ công chức địa chính tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà. Cơ quan điều tra đã xác định hành vi của các bị can đã gây ra thiệt hại lớn, nguyên nhân dẫn đến các sai phạm này liên quan đến việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý đất đai, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho ngân sách địa phương. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà tiếp tục theo dõi, điều tra và xử lý. Thông tin về kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố vẫn đang kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh đậu mùa khỉ. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh là nam giới chiếm 100% với độ tuổi trung bình là 32, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là từ 30 đến 39 tuổi chiếm 46% 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới MSM đáng lưu ý, có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Vừa qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do có biến chủng mới clade 1B. Biến chủng này gây ra tình trạng ca bệnh gia tăng nhanh chóng tại châu Phi. Ông Tâm khẳng định hiện nay, dịch bệnh M-Post trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học. Ông Tâm thông tin thêm, dòng virus gây bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là clade 2B, dòng gây dịch bệnh cho các nước trên thế giới, chưa phát hiện clade 1B là dòng mới của M-Post trước đó tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cũng đã cập nhật công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại việt nam để chủ động phát hiện kịp thời các ca bệnh trong nước và từ nước ngoài xâm nhập vào việt nam các cơ quan chức năng của việt nam đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh trong thời gian tới, các cơ quan y tế cũng như các cơ quan phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục đánh giá theo dõi sát tình hình để kịp thời có những biện pháp phòng chống dịch cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Mới đây, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa có kết luận thanh tra các dự án gói thầu có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC do Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. Khoảng năm 2016, công ty AIC có thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống chụp CT scanner 16 lát cắt, gói thầu số 21 hơn 15 tỷ đồng tại Bệnh viện huyện Giá Rai. Theo cơ quan thanh tra, công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của công ty thực hiện gói thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch. Tuy nhiên, chủ đầu tư không phát hiện kịp thời từ giai đoạn báo giá, xin chủ trương đầu tư, lập dự toán, thẩm định giá chủ đầu tư các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra về trình tự thủ tục hồ sơ pháp lý để xảy ra hạn chế thiếu sót trong việc chỉ định thầu các đơn vị tư vấn phê duyệt hồ sơ mời thầu phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật nghiệm thu sản phẩm tư vấn thiết bị lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chẳng hạn như trong công tác đấu thầu, có 2 trên 3 nhà thầu là công ty AIC và công ty cổ phần uy tín toàn cầu, doanh nghiệp hệ sinh thái AIC cùng tham gia dự thầu nhằm tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, từ đó hiệu quả tiết kiệm ngân sách qua công tác đấu thầu thấp. Công ty AIC không có tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa đối với máy bơm tiêm thuốc cản quang và máy in phim khô có xuất xứ từ nước ngoài, không có hóa đơn tài chính đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Hạn chế thiếu sót trên thuộc về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai, trọng tâm là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và các đơn vị cá nhân có liên quan thời điểm phụ trách. Trước đây, tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Hoài Đảo, phó giám đốc sở này đã bị kỷ luật khiển trách về đảng do liên quan tới việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch COVID-19 từ công ty cổ phần Việt Á gây thất thoát ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng kết luận, trong các gói thầu mua sắm phòng chống dịch COVID-19, có 3 gói thầu liên quan Việt Á với tổng giá trị hơn 23,7 tỷ đồng, với nhiều sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại lãng phí ngân sách nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng. Ông Đảo được xác định là chủ tịch hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cùng chịu kỷ luật với lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu, còn một số cán bộ phòng ban, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC. Tại giải karate năng khiếu trẻ thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi chung kết nhóm tuổi 11-12 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều vận động viên trẻ tuổi đầy triển vọng. Trong trận đấu ở hạng cân 45kg, vận động viên Nguyễn T.M. sinh năm 2013, quận Tân Bình, đã để thua với tỷ số 3-11 trước một đối thủ đến từ quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở kết quả trận đấu mà còn trở nên căng thẳng hơn khi phụ huynh của T.M. ông Nguyễn Mạnh Dương đã bức xúc tố cáo về sự bất công trong xử lý kết quả thi đấu. Ông Dương, người đã đăng tải trên trang cá nhân vào tối ngày 19 tháng 8 cáo buộc rằng con gái ông đã bị xử thua không công bằng. Ông cho rằng Trọng tài trong trận đấu đã có sự thiên vị đối với vận động viên đến từ quận Bình Thạnh. Theo ông Dương, trưởng đoàn Karate quận Tân Bình đã giải thích với ông và huấn luyện viên của TM rằng quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình nên cho họ một cái. Sau khi làm đơn tố cáo, ông Dương đã có buổi làm việc vào sáng ngày 23 tháng 8 với đại diện Phòng Văn hóa Thể thao quận Tân Bình, bao gồm ông Nguyễn Hồng Phúc, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình. Trong buổi làm việc, ông Dương đã trình bày các điểm bất bình của mình và yêu cầu được làm rõ. Bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, huấn luyện viên của đội Tân Bình, người liên quan đến việc nhiều huy chương đã không tham gia buổi làm việc. Theo tường trình của bà Mộng Tâm gửi đến trung tâm, bà thừa nhận có nói rằng nếu ra thi đấu cũng bị xử thua nhưng phủ nhận việc nhiều huy chương cho quận Bình Thạnh. Ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết rằng từ sau sự việc, huấn luyện viên Mộng Tâm vẫn chưa liên lạc với ông. Dù vậy, ông sẵn sàng gặp gỡ để đối chất nếu cần. Ông cũng chia sẻ rằng ông đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp và cả những người xa lạ. Đặc biệt là các huấn luyện viên karate tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía các cơ quan chức năng, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết vụ việc. Phòng quản lý thể dục thể thao và Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quy trình kiểm tra từ các bộ phận liên quan bao gồm đội karate Tân Bình, ban tổ chức giải, giám sát và trọng tài. Liên đoàn karate thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ trọng tài riêng để giám định độc lập video trận đấu mà ông Dương cung cấp. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập tổ thanh tra để xem xét vụ việc. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng mọi vấn đề mà phụ huynh phản ánh sẽ được kiểm tra một cách khách quan, công bằng và cẩn trọng. Sở cam kết sẽ có kết luận chính thức sau khi hoàn tất kiểm tra và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh, không bao che hay né tránh. Dự kiến vào ngày 27 tháng 8 tới, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết luận chính thức về vụ việc này ông dương cũng bày tỏ sự thông cảm đối với việc các cơ quan liên quan cần thời gian để xác minh và làm rõ các vấn đề và cho biết sẵn sàng chờ đợi miễn sao việc điều tra không kéo dài quá lâu ông bày tỏ hy vọng rằng nếu vụ việc được giải quyết công bằng có thể để con gái ông trở lại tập luyện tại đội năng khiếu của quận tân bình tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc vào việc huấn luyện viên mộng tâm còn làm việc tại đây hay không Ngày 23 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi cảnh báo về hiện tượng lừa đảo mới, trong đó các đối tượng xấu mạo danh Ngân hàng Nhà nước để lừa đảo người dân và khách hàng. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, các kẻ lừa đảo đã giả mạo giao diện hòm thư điện tử email của Ngân hàng Nhà nước và gửi thư yêu cầu người nhận cập nhật thông tin sinh chắc học qua đường link lừa đảo. Các email giả mạo này thường trích dẫn quy định tại quyết định ngày 18 tháng 12 năm 2023 nhằm tạo sự tin tưởng cho người nhận. Trong những email này, có hai đường link quan trọng, một là yêu cầu cập nhật thông tin sinh chắc học trước ngày 30 tháng 8 năm 2024 và hai là toàn văn quyết định số 2345QDNHNN. Thực chất, những đường link này dẫn đến các tệp chứa mã độc, phần mềm gián điệp có thể khai thác thông tin của khách hàng ngân hàng nhà nước nhấn mạnh rằng cơ quan này chỉ cung cấp thông tin chính thức qua cổng thông tin điện tử và không gửi email trực tiếp đến khách hàng của các tổ chức tín dụng yêu cầu cập nhật thông tin sinh chắc học do đó người dân và khách hàng cần cảnh giác cao độ không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua chat sms hoặc email và không cung cấp thông tin cá nhân mã otp hoặc mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai đây không phải là lần đầu tiên kẻ gian mạo danh các tổ chức tín dụng để lừa đảo, nhưng việc mạo danh ngân hàng nhà nước là một thủ đoạn mới và tinh vi hơn. Ngân hàng nhà nước cũng lưu ý rằng, từ ngày 1 tháng 7, khách hàng phải xác thực sinh chắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến như chuyển khoản trên 10 triệu đồng một lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng một ngày. Lợi dụng việc một số người gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin sinh chắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử để liên hệ và yêu cầu hỗ trợ cài đặt sinh chắc học, từ đó chiếm đoạt tài sản và thông tin tài khoản của nạn nhân. Ngân hàng nhà nước kêu gọi người dân và khách hàng nâng cao cảnh giác và luôn kiểm tra thông tin từ các nguồn chính thống trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân và tài chính liên quan đến việc nhà văn hóa 34 tại phường Mễ Trì chưa kịp bàn giao đã bị chia phòng cho thuê trọ, lãnh đạo phường Mễ Trì khẳng định theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhà văn hóa và các hạng mục xung quanh gồm công viên, cây xanh trên mặt đất với diện tích khoảng hơn 7.500 m2 phải được bàn giao trước cho Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, sau đó sẽ bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân phường cũng đã có kiến nghị Ủy ban nhân dân quận có nghiệm thu và bàn giao lại Ủy ban nhân dân phường, nhưng đến nay địa phương chưa được tiếp nhận liên quan đến việc tầng 3 nhà văn hóa bị chiếm dụng cho thuê. Theo ghi nhận tại tầng 3 vào ngày 15 tháng 8, một cặp vợ chồng cùng con nhỏ đang thuê trọ tại đây cho biết đã thuê căn hộ khoảng 50m2 ở đây được 2 năm nay với giá 7 triệu đồng một tháng chưa bao gồm tiền điện nước. Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo phường tiếp thu thông tin và cho biết trước đó vài tuần đã nhận được đơn thư phản ánh của người dân địa phương với nội dung tương tự. Vị lãnh đạo này cho hay, Ủy ban nhân dân phường sẽ trao đổi với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an quận và Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm để tiến hành kiểm tra, bởi việc kiểm tra là thuộc thẩm quyền của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Thông tin thêm về các hạng mục của nhà văn hóa, lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, theo quyết định chủ trương đầu tư của thành phố Hà Nội từ năm 2017, dự án này được xã hội hóa với sự tham gia của một công ty tư nhân. Theo phương án kiến trúc do Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt vào ngày 29 tháng 5 năm 2017, nhà văn hóa được chia làm hai công năng, mặt trước tòa nhà có chức năng sử dụng làm nhà văn hóa cho tổ dân phố số 3 và 4, mặt sau tòa nhà được sử dụng là nhà điều hành bãi đỗ xe, phân định giữa hai chức năng sử dụng này là tường ngăn. Cũng tại phương án thiết kế này, tầng 3 mặt sau của nhà văn hóa được bố trí công năng là phòng làm việc quản lý bãi đỗ xe ngầm, cầu thang và các phòng vệ sinh. Như vậy, toàn bộ diện tích tầng 3 của nhà văn hóa, dù sử dụng công năng nào cũng không có hạng mục cho thuê trọ và cho thuê văn phòng. Lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, trong khi chờ các đơn vị hoàn thiện và bàn giao, hiện tầng 3 mặt sau của nhà văn hóa do các công ty doanh nghiệp thuê lại và đã có sự thỏa thuận với hai tổ dân phố số 3 và 4. Việc giám sát quản lý hoạt động nhà văn hóa là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân phường trong quá trình đợi nghiệm thu. Để công tác quản lý giám sát được hiệu quả, Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì cũng nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm sớm bàn giao nhà văn hóa. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng xử lý việc thì người dân thiếu nơi sinh hoạt cộng đồng thì những vi phạm như cho thuê phòng trọ văn phòng, mất an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên nhiều năm nay. Nhiều người dân sinh sống tại đây bức xúc đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp. Liên quan đến vụ nữ bệnh nhân tử vong khi thay van tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, mới đây, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã thụ lý tiến hành xác minh. Nữ bệnh nhân là bà Nt, 67 tuổi, trú quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng, sau can thiệp van tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang xác minh xem có lỗi chủ quan khiến bệnh nhân tử vong hay không. Chiều ngày 22 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã thông tin các nguyên nhân ban đầu khiến bệnh nhân tử vong. Ông Vũ Quang cho biết, đây là trường hợp đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật thay van động mạch chủ tại bệnh viện. Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không có báo cáo với Sở về ba chuyên gia. Hiện Sở đang chờ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn. Thông tin thêm về trường hợp tử vong này, ông Nay Phi Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã lập đoàn kiểm tra ở Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đồng thời có báo cáo Bộ Y tế. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 7, bà N.T. đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để thay van động mạch chủ qua da. Bệnh viện đã liên hệ mời các chuyên gia đầu ngành là các giáo sư tiến sĩ tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, hội trần và đến hỗ trợ bệnh nhân được thực hiện bằng thủ thuật đặc biệt đưa dụng cụ là van sinh học vào thay van động mạch chủ. Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7, bà tử vong. Ngày 16 tháng 8, Sở Y tế Đắk Lắc có văn bản gửi Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị liên quan về nữ bệnh nhân 67 tuổi tử vong vào ngày 29 tháng 7. Ca can thiệp có sự tham gia của ba bác sĩ đến từ Viện Tim Mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai trong văn bản này hội đồng chuyên môn của sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết trước phẫu thuật ekip chưa thực hiện đủ các kiểm tra cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán như chụp động mạch vành đo đường kính lỗ van đường kính góc động mạch chủ khi xử lý biến chứng ekip đã chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim bác sĩ điều trị không thực hiện ct tim nên chưa đánh giá hết tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim ngày 20 tháng 8, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đơn vị này đã nhận được văn bản từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc về trường hợp tử vong sau thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc. Ca can thiệp có sự tham gia của ba bác sĩ công tác ở Bệnh viện Bạch Mai. Ngay lập tức, ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức họp với các phòng ban và cá nhân liên quan yêu cầu ba bác sĩ trên làm bản tường trình đối với nguyên nhân tử vong của bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai đang chờ kết quả chuyên môn từ hội đồng của bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại km 1933 trên đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rấp, lực lượng cảnh sát giao thông đội số 2 của phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Theo tin báo, một hành khách trên xe khách trí tâm, biển kiểm soát 47B008.09 đang bị cơn đau tim nặng và có các dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã sử dụng xe đặc trùng để đưa chị Võ Yến Duyên, 30 tuổi, trú tại xã Cư Pơn, huyện Cronpoc, tỉnh Đắk Lắk, đến trung tâm y tế huyện Đắk Rớp. Chị Duyên, người bị lên cơn đau tim cùng các biểu hiện bất thường, cần được cấp cứu ngay để cứu mạng sống nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát giao thông và sự điều trị tận tình từ đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Đắk Rấp, tình trạng sức khỏe của chị Duyên đã dần ổn định. Hiện tại chị đã qua cơn nguy kịch và đang trên đường hồi phục. Gia đình chị Duyên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an Đắk Nông và đội ngũ y bác sĩ những người đã không ngừng nỗ lực cứu giúp chị trong hoàn cảnh nguy hiểm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhân văn cao cả. Chiều 22 tháng 8, bà Võ Thị Thu Sương, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã bước đầu nắm được thông tin liên quan đến vụ việc của bà Lê Thị Hậu Phương, Hoa hậu Phương Lê về việc hát chế lời quốc ca. Theo đó, phía sở cho biết, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời bà Lê Thị Hậu Phương, tức Hoa hậu Phương Lê lên làm việc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc liên quan đến bà này trong thời gian qua. Theo bà Võ Thị Thu Sương, Tránh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, việc sử dụng quốc ca đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại văn bản 3420 năm 2012 về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc sử dụng quốc ca không đúng hướng dẫn trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 351 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca trong trường hợp cố ý xúc phạm quốc kỳ quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm có tính chất xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca hiện chưa có quy định cụ thể. Trước đó trong một buổi livestream, Hoa hậu Phương Lê đã hát chế lời quốc ca đoàn quân Việt Nam đi trong lòng của má với giọng điệu đùa cợt. Trong phiên live còn có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, hôn phu của Hoa hậu này. Hành động này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ kêu gọi cơ quan quản lý vào cuộc và xử lý. Trước phản ứng của dư luận, Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định không chế lời quốc ca. Bà giải thích: "Trước tiên cho Phương Lê được gửi lời xin lỗi đến mọi người nếu câu nói của tôi đã gây ra hiểu lầm, làm phiền lòng và gây khó chịu. Từ bao lâu nay, tôi cũng như mỗi người dân Việt Nam đều tự hào và xúc động khi cất tiếng hát bài quốc ca thiêng liêng, cũng như ý thức việc thay đổi, sửa lời bài hát là hành động không thể chấp nhận." Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận lời giải thích của Hoa hậu này. Liên quan đến việc lan truyền video của một cô gái chụp ảnh khỏa thân bên đường thuộc xã Lai Hưng, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương trên mạng xã hội. Ngày 22 tháng 8, bà CTTN, sinh năm 1987, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, là chủ cửa hàng giày dép đăng video trên đã được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc về hành vi sao chép, đăng tải thông tin hình ảnh có nội dung nhạy cảm. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà N cho biết đang kinh doanh cửa hàng giày dép. Ngày 20 tháng 8, bà này lên mạng xã hội và thấy có clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khỏa thân để chụp ảnh nên đã sao chép clip về, đăng tải lên Facebook, TikTok cá nhân nhằm mục đích thu hút nhiều lượt tương tác để bán hàng. Qua làm việc, bà N thừa nhận hành vi là chưa đúng, đồng thời cam kết gỡ bỏ thông tin bài viết có nội dung nhạy cảm. Trước đó, cơ quan chức năng huyện Bò Bàng tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông NTT 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ông NTT là người tự nhận đã thuê nữ người mẫu chụp ảnh khỏa thân với giá 1,5 triệu đồng cho 2 giờ. Ông Tê thừa nhận đã thuê nữ người mẫu chụp ảnh khỏa thân trong vườn cao su với mục đích chụp ảnh nghệ thuật. Ông Tê khẳng định các bức ảnh chụp trên vị trí bìa vườn cao su chỉ với mục đích làm kỷ niệm, cam kết không phát tán trong bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Từ những thông tin được cung cấp trên, Phòng Văn hóa Thông tin huyện bảo Bàng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc xử lý các sai phạm liên quan đến hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên, ông Nguyễn Bá Hảo, sau khi nhận được phản ánh về việc học sinh giỏi tại trường chỉ nhận được vở thay vì tiền thưởng. Theo kết luận từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Hảo đã yêu cầu học sinh ký nhận tiền mặt mỗi em 200.000 đồng nhưng chỉ trao tặng vở, vi phạm hồ sơ thanh toán. Ngoài ra, ông Hảo đã sử dụng số tiền 138,4 triệu đồng để mua vở mà không thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông Hảo phải hoàn trả số tiền này cho học sinh để khắc phục sai phạm. Bên cạnh đó, từ 100 triệu đồng là nguồn kinh phí không tự chủ, dùng để mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ, cơ sở vật chất. Ông Hảo đã chi hơn 95 triệu đồng để lan sơn các khối phòng học và tường rào. Điều đáng nói trong hợp đồng ghi sơn ba lớp, loại sơn Nippon nhưng thực tế là sơn một lớp, loại sơn Pluto. Trường cũng gặp vấn đề trong việc kê khai và thanh toán các khoản chi cho giáo viên chấm phúc khảo và tham gia tập huấn nghiệp vụ. Thêm vào đó, ông Hảo đã tự ý kêu gọi tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào tháng 9 năm 2023 nhưng chỉ hạch toán hơn 300 triệu đồng vào báo cáo quyết toán, thiếu sót hơn 750 triệu đồng. Trường cũng thiếu chứng từ trong hồ sơ thanh toán hơn 340 triệu đồng cho các hạng mục lễ kỷ niệm. Theo kết luận của thanh tra sở, kế toán không tham mưu các khoản chi và thủ quỹ chi tiền theo ký duyệt của hiệu trưởng mà không có phiếu chi. Ngoài ra, với các mục chi từ nguồn vận động tài trợ hơn 300 triệu đồng, có hơn 140 triệu đồng chi không đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Bá Hảo cho biết hiện ông đang thực hiện các khắc phục liên quan theo chỉ đạo của sở. Sáng ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Văn Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, thông báo rằng chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do trận mưa đá kèm rông lốc xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 8. Theo ông Đô, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, xã Trường Xuân đã chứng kiến một trận mưa đá kết hợp với rông lốc kéo dài khoảng 30 phút. Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều hộ gia đình trong khu vực. Cụ thể, 13 ngôi nhà của người dân trong xã bị tốc mái và hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại từ vụ việc lên đến khoảng 500 triệu đồng. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, trận mưa đá và rông lốc còn gây thiệt hại cho một số diện tích cây trồng trên địa bàn xã. Hiện tại, lực lượng chức năng của xã Trường Xuân đang tích cực tiến hành thống kê thiệt hại để đưa ra các biện pháp hỗ trợ người dân một cách kịp thời và hiệu quả. Chính quyền xã Trường Xuân cũng đã nhanh chóng huy động lực lượng và tài nguyên để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các hoạt động cứu trợ bao gồm việc khắc phục tình trạng nhà cửa bị hư hỏng và giúp đỡ người dân trong việc xử lý thiệt hại đối với cây trồng. Để đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ tốt nhất cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân cùng các lực lượng chức năng đang làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can để điều tra về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Các bị can bị khởi tố tội nhận hối lộ gồm Bùi Văn Thái sinh năm 1980, giám đốc quỹ tín dụng Khánh Cường và Nguyễn Thị Thuần sinh năm 1977, công chức địa chính xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoài sinh năm 1989, trú tại xóm 1, Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh về hành vi đưa hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 trước đó từ nắm bắt tình hình và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra xác minh và xác định bị can phạm thị hoài là người đã có hành vi đưa hối lộ cho bùi văn thái và nguyễn thị thuần để làm nhanh các thủ tục sang nhượng cho tặng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của hoài theo đó người dân muốn làm nhanh các thủ tục sang nhượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ vay vốn phải đưa cho thuần là cán bộ địa chính xã và thái là giám đốc quỹ tín dụng một số tiền Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mới đây đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Trần Thị Hồng, sinh năm 1985, cư trú tại huyện Thăng Bình, cựu nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm, sinh năm 1984, chồng bị cáo Hồng, cả hai bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Ca O, cư trú tại huyện Thăng Bình. Bà Ca O cáo buộc vợ chồng Hồng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 2,3 tỷ đồng từ nhiều người. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành điều tra và xác định rằng Trần Thị Hồng đã vay mượn tiền từ nhiều người để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, Hồng rơi vào tình trạng vỡ nợ. Để tiếp tục duy trì sự tin tưởng từ những người cho vay, Hồng cùng chồng đã dựng lên câu chuyện cần tiền để tiếp tục kinh doanh bất động sản để đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn này, Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền tổng cộng gần 18,5 tỷ đồng từ 11 người. Trong số đó, Ôn Thái Nghiêm đã giúp sức cho Hồng chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được không chỉ được dùng để trả nợ mà còn được tiêu xài vào mục đích cá nhân. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã đưa ra mức án tù cho các bị cáo cụ thể bị cáo Trần Thị Hồng bị tuyên án 14 năm tù giam, trong khi bị cáo Ôn Thái Nghiêm bị tuyên án 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa mới đây đã công bố quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ và tổ chức đảng liên quan đến việc tuyển sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát. Các cá nhân bị kỷ luật bao gồm ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, ông Lò Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, ông Tống Minh Tới Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, ông Trịnh Xuân Tâm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát, ông Vũ Xuân Tùng, chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, nguyên chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, cùng với đó, chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sự việc này bắt nguồn từ các phản ánh của phụ huynh học sinh về việc một số học sinh là con cháu của lãnh đạo cấp phòng và giáo viên được xét tuyển vào lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định. Phụ huynh yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thanh tra kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường này từ năm học 2020, năm 2021 đến nay để đảm bảo việc thực hiện chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đúng quy định. Kết quả xác minh cho thấy từ năm học 2020, 2021 đến năm học 2023, 2024, nhiều học sinh là con của cán bộ công chức và giáo viên đã được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc để điều tra sự việc. Trong khi đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ đối tượng tuyển sinh bao gồm thanh niên, thiếu niên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, trường cũng được phép tuyển sinh không quá 5% con em người dân tộc Kinh từ các vùng khó khăn này. Tuy nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2022-2023, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tuyển sinh không đúng quy định. Cụ thể, tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở Như Xuân, 33 học sinh đã được tuyển sai; trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở Quan Hóa, 43 học sinh; và trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở Như Thanh, 20 học sinh. Huyện Mường Lát cũng ghi nhận nhiều trường hợp con em cán bộ được đưa vào trường nội chú không đúng theo quy định việc tuyển sinh sai quy định dẫn đến việc chi trả trợ cấp không đúng quy định cho các học sinh này. Tổng số tiền chi sai quy định tại huyện Quan Hóa lên tới hơn 131 triệu đồng. Các huyện Như Xuân, Như Thanh cũng không công bố số tiền chi sai quy định và không rõ nguồn tài chính để trả lại ngân sách nhà nước. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh cho biết, việc phát hiện học sinh tuyển không đúng vùng chỉ xảy ra sau một thời gian học. Nhà trường đã chuyển cho các em về các trường xã để tiếp tục học. Mặc dù các địa phương đều báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh và danh sách học sinh trúng tuyển, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa không phát hiện ra việc tuyển sinh sai quy định. Để khắc phục tình trạng này và ổn định quy mô số lớp và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 7 cho năm học 2023-2024 tuy nhiên ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa yêu cầu lấy ý kiến từ các đơn vị liên quan và cho rằng việc áp dụng đối tượng tuyển sinh chưa phù hợp với thời điểm hiện tại vì vậy sở giáo dục và đào tạo kết luận chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc bổ sung chỉ tiêu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa cho rằng công tác tuyển sinh thuộc trách nhiệm của phòng khảo thí và việc tuyển sinh sai có thể do sự thiếu sót trong tiếp cận và áp dụng văn bản pháp luật Liên quan đến vụ đấu giá đất cao bất thường ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận định, thời gian vừa qua, việc đấu giá đất vùng ven do các huyện thực hiện có giá cao vọt lên so với giá mặt bằng chung của thị trường, thậm chí có nơi gấp từ 2 đến 3 lần. Theo vị này, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh làm rõ việc một nhóm người có dấu hiệu kích sóng đất nền. Còn mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo việc cử đoàn kiểm tra đột xuất công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức. Đoàn kiểm tra do ông Chu An Trường, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất Bộ Tài nguyên Môi trường làm trưởng đoàn. Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, trưởng phòng Phát triển Tài nguyên đất được giao làm phó trưởng đoàn. Việc này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 8 quyết định nêu rõ đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về xác định giá khởi điểm đánh giá sự phù hợp giá chúng đấu giá với giá đất thực tế trên thị trường điều kiện trình tự thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất kiểm tra thực địa khu đất được đưa ra đấu giá và các nội dung khác có liên quan trong cả ngày 23 tháng 8, đoàn sẽ làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai và Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức để nghe báo cáo toàn bộ về cuộc đấu giá đất diễn ra tại huyện Thanh Oai vào ngày 10 tháng 8 và huyện Hoài Đức vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Đoàn cũng có kiểm tra tại thực địa và làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan nếu thấy cần thiết. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan báo cáo phối hợp với đoàn kiểm tra. Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và huyện Thanh Oai chuẩn bị báo cáo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương. Trước đó chỉ trong 10 ngày, thị trường đất nền ở Hà Nội liên tiếp hứng hai đợt sóng từ những buổi đấu giá do chính quyền tổ chức. Cụ thể, tại huyện Thanh Oai, phiên đấu giá 68 lô đất vào ngày 10 tháng 8, trong đó có lô đất được chúng đấu giá cao nhất là hơn 100 triệu đồng một mét vuông, đã thiết lập thêm kỷ lục trong thị trường đất nền vùng ngoại thành Hà Nội. Đến ngày 19 tháng 8, phiên đấu giá 19 lô đất kéo dài hơn 19 tiếng ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đã xô đổ kỷ lục ở huyện Thanh Oai khi lô đất rộng hơn 113 m2, trúng giá hơn 133 triệu đồng một m2, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.